botulinum do ăn chả để lâu. Hai bệnh nhi tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được cứu sống. Phòng ngừa HPV cho trẻ ngay từ sớm, điều cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Tiêm meso, phương pháp làm đẹp hiệu quả nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thực hiện tại cơ sở không uy tín. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Alo Doctor trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Những tin tức y tế mới nhất cùng nhiều chia sẻ hữu ích từ các bác sĩ sẽ được cập nhật đến quý vị ngay bây giờ. Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do chó cắn. Các bệnh nhân này đều phát bệnh dại và tử vong do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm vaccine phòng dại. Các bác sĩ cảnh báo, các tháng tới bước vào mùa nắng nóng, dễ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là bệnh dại. Do đó, người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe khi bị chó cắn. Mèo cào, người dân nên đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng bệnh. Một phụ nữ 34 tuổi ở Hải Dương bị sốc phản vệ khi tự truyền đạm tại nhà. Tưởng chừng như sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe sẽ hồi phục. Thế nhưng sau đó, chị nhận thấy bị đau ngực trái kèm theo khó thở. Đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim và suy tim. Hiện nhiều người vẫn có thói quen khi cơ thể mệt mỏi hoặc vừa khỏi bệnh sẽ truyền đạm để cơ thể sớm hồi phục. Tuy nhiên, việc tự ý truyền đạm tại nhà rất nguy hiểm, thậm chí tử vong. Việc tiêm truyền các loại dịch trong đó có đạm vào cơ thể phải có chỉ định của bác sĩ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin chính thức về 2 trường hợp bệnh nhi nghi ngờ ngộ độc botulinum toxin nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị tích cực cho 2 bệnh nhi nhập viện vào ngày 6 tháng 2 và ngày 7 tháng 2. Cả 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn ra thức ăn. Qua khai thác bệnh sử, 2 trẻ có ăn một loại chả đã để nhiều ngày, được bán khuyến mãi. Các bác sĩ đã hội chẩn quyết định sử dụng giải độc tố botulinum. Hiện cả 2 bệnh nhi đã cai máy thở, được tiếp tục theo dõi, sức khỏe đã có dấu hiệu cải thiện tốt. Một trường hợp hy hữu đã xảy ra tại Lào Cai. Một thai phụ đang đi trên đường bỗng chuyển dạ sớm và sinh con. Người chồng đã đỡ đẻ mẹ tròn con vuông ngay bên vệ đường. Khi nhận được tin báo thì nhân viên bệnh viện đã hướng dẫn người nhà và sản phụ cách hít sâu, thở đều và bình tĩnh trong lúc đợi xe cấp cứu. Khi nhân viên bệnh viện đến thì sản phụ đã sinh một bé gái khỏe mạnh, nặng 3,1 kg. Hiện tình trạng của 2 mẹ con đã ổn định và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Ước tính có khoảng 10% dân số Việt Nam, tương đương 10 triệu người đang bị nhiễm HPV. Tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, những người còn ít kinh nghiệm sống và chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề sức khỏe. Vì thế, có những phụ huynh đã tự tìm hiểu và tư vấn cho nhau cách bảo vệ con tốt nhất khi con đang ngày một lớn. Là hàng xóm và đều có con đang tuổi trưởng thành, chị Trang và chị My thường xuyên trao đổi những bí quyết nuôi dạy con cái. Với quan điểm phòng ngừa hơn điều trị, hai chị đã tìm hiểu rất nhiều về các vấn đề y tế, trong đó có phòng ngừa HPV. Khi mà đi trao đổi với nhiều người, ví dụ như đồng nghiệp hay là bạn bè mình, thì cũng có rất nhiều các mẹ hiểu về HPV, nhưng mà thật sự thì nhiều các mẹ lại cũng không nắm hết các thông tin về HPV đâu. Nghĩa là nhiều mẹ thì vẫn định hình là HPV là sẽ liên quan nhiều tới nữ giới hơn, nhưng không phải điều đó. Nên là mình cũng muốn là những người thân của mình, những người xung quanh mình đều nhận thức cái tầm quan trọng của nó và phòng ngừa nó sớm hơn khi mà bị xảy ra chuyện gì. Hiện nay, độ tuổi dậy thì của trẻ em rất sớm. Những tìm tòi, khám phá bản thân cùng với sự tác động của mạng xã hội, lối sống hiện đại dễ khiến cho trẻ quan hệ tình dục từ sớm. Do vậy, việc chia sẻ thông tin, khuyến cáo thực hiện các biện pháp dự phòng HPV, một loại virus lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Sau khi được chị Trang chia sẻ về HPV thì bản thân mình cũng khá giật mình. Cái sự hiểu biết của mình về HPV là gần như không có. Và mình nghĩ rằng là cái việc là truyền thông đến các cái phụ huynh là khá quan trọng và có ý nghĩa để nó phòng ngừa sẽ tốt hơn. Thank you.
phòng HPV cho con trẻ. Gần đây có nhiều phụ huynh gọi về chương trình Alo Doctor với thắc mắc: con tôi đang tuổi dậy thì, các cháu bắt đầu nổi mụn, có kinh nguyệt, vỡ giọng, thì nên giáo dục giới tính cho con như thế nào và có nên dự phòng HPV cho con ở độ tuổi này không? Theo các chuyên gia, việc giáo dục giới tính và dự phòng các bệnh liên quan đến tình dục cho các con khi bắt đầu trưởng thành là rất quan trọng. Cha mẹ nên trò chuyện nhiều với con về các mối quan hệ khác giới ở trường, hướng dẫn con cách vệ sinh và giữ gìn cơ thể, cho con đọc những tài liệu khoa học đáng tin cậy. Bên cạnh đó, có những việc mà cha mẹ hoàn toàn có thể chủ động sớm, ngay từ khi con bước vào tuổi dậy thì, đó là dự phòng HPV, loại virus có thể gây ra ít nhất 6 loại ung thư ở cả nam và nữ. Hiện nay, tiêm mesotherapy hay còn gọi là tiêm meso để trẻ hóa là một trong những phương pháp làm đẹp đem lại hiệu quả vượt trội, được nhiều chị em quan tâm. Mặc dù kỹ thuật tiêm này khá đơn giản, nhưng vẫn có không ít trường hợp xảy ra biến chứng, tai biến nếu điều trị tại cơ sở không uy tín, sản phẩm kém chất lượng. Đây là hình ảnh gương mặt cô gái bị biến chứng sau khi tiêm meso được thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của chị, trước khi quyết định tiêm meso, chị cũng đã tìm hiểu kỹ về phương pháp làm đẹp này và cơ sở thẩm mỹ cũng thực hiện đầy đủ các bước cần thiết như ủ tê, sát khuẩn, nên biến chứng xảy ra là điều chị không thể ngờ. Sau khi mà tiêm xong thì 2-3 ngày rồi, nhưng mà cái dấu hiệu trên mặt thì nó vẫn chưa có cái dấu hiệu là tan. Nó vẫn cứ cục như hiện tại, như bây giờ nó cục to. Thì sau ấy thì em cũng có bôi thuốc này kia, nhưng mà nó lại có dấu hiệu là đỏ, sưng tấy lên và ngứa lên rất là nhiều. Mesotherapy là phương pháp tiêm vitamin, enzyme, hormone và chiết xuất thực vật để làm trẻ hóa da. Các thành phần sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng da. Nghe qua, dường như kỹ thuật tiêm meso là vô hại cho người dùng. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào quá trình điều trị, kỹ thuật tiêm cũng như loại thuốc đó có thích hợp với người sử dụng hay không. Tại Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận những cái trường hợp cái phản ứng hoạt viêm thì đa phần là những bệnh nhân đã sử dụng những cái loại sản phẩm pha rất nhiều chất khác nhau, và những cái phản ứng u hoạt viêm đó thì thông thường nó sẽ kéo dài trung bình khoảng vài tuần đến vài tháng. Nếu như phản ứng nhẹ thôi thì chúng ta sẽ nói là sẽ có những cái nốt là sẩn hoạt viêm. Nếu như mà phản ứng nặng hơn thì cái mức độ đỏ nó nhiều hơn và thậm chí là có thể xuất hiện ra những cái tổn thương loét, đóng mài, và nó dẫn đến nhiễm trùng sâu hơn và dẫn đến di chứng đó là sẹo trên khuôn mặt. Thực tế, những biến chứng tai biến khi tiêm meso là tiêm những loại thuốc trôi nổi, không tinh khiết, gây tai biến cho da. Bên cạnh đó, người tiêm nếu không đảm bảo vô khuẩn, không có kỹ thuật, dẫn đến tiêm sai vị trí, sẽ làm cho vùng tiêm bị nhiễm trùng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo muốn tiêm meso đạt hiệu quả cao, phòng tránh những rủi ro, biến chứng, tốt nhất nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ. Và nếu như sau tiêm, nốt sần tồn tại trên 7 ngày và nổi mủ, sưng đau nhiều hơn, thì đó là dấu hiệu cần phải đến bác sĩ khám và điều trị ngay. Cảnh báo vừa rồi của bác sĩ cũng đã khép lại bản tin Alo Doctor hôm nay. Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ câu hỏi thắc mắc cho chúng tôi qua tổng đài 1900 96 96.